Từ năm 2016, bốn quốc gia này đã đồng ý phát triển cơ sở hạ tầng cần thiết để hiện thực hóa hành lang khí đốt trục dọc, cho phép vận chuyển khí đốt hai chiều từ Hy Lạp đến Bắc Âu qua Bulgaria, Romania và Hungary. Sau khi nga cắt nguồn cung cấp khí đốt cho châu Âu do xung đột ở Ukraine, các nước châu Âu đã bắt đầu tìm kiếm các nhà cung cấp khí đốt thay thế và theo đuổi các hợp tác năng lượng tích cực hơn. Theo biên bản ghi nhớ được ký kết bên lề hội nghị khí đốt tự nhiên hóa lòng ở Athens. Các nhà cung cấp khí đốt của Hy Lạp, Bulgari, Hungary và Romania đã đồng ý triển khai đàm phán với các khía cạnh pháp lý và kinh tế của mạng lưới khí đốt này. Dự kiến thỏa thuận sẽ kéo dài 3 năm và có thể sẽ được gia hạn thêm 1 năm nữa. Giám đốc điều hành hệ thống truyền dẫn khí đốt tự nhiên ở Hy Lạp, Desfa, bà Maria Rita Gali cho biết đây là một bước đi quan trọng đối với việc triển khai hành lang khí đốt. Dự án sẽ góp phần đáng kể vào việc đảm bảo an ninh nguồn cung ở khu vực rộng lớn hơn và khẳng định dự án sẽ tăng cường hơn nữa vai trò của Hy Lạp đối với khu vực về năng lượng. ICGB chủ sở hữu của tuyến khí đốt thứ hai giữa Hy Lạp và Bulgaria, một phần quan trọng hành lang khí đốt bắt đầu hoạt động trong năm nay và công ty Gasfield, nhà phát triển một đơn vị lưu trữ và tái chế khí nổi ngoài khơi phía Bắc Hy Lạp cũng đã ký thỏa thuận cùng ngày. Hiện tại thì Hy Lạp cũng bắt đầu xuất khẩu khí đốt sang Bulgaria. Quốc gia bị Nga cắt nguồn cung cấp khí đốt vào đầu năm nay sau khi từ chối thanh toán bằng đồng rút của Nga. Năm nay thì Athens cũng sẽ giảm hơn một nửa lượng nhập khẩu khí đốt của Nga thay vào đó là tăng cường vận chuyển khí thiên nhiên hóa lỏng chủ yếu từ Mỹ và Ai cập tới một cơ sở gần Athens. Vì tăng cường các hoạt động sản xuất và xuất khẩu khí đốt trong thời gian qua của Hy Lạp nhằm phấn đấu để trở thành một tuyến đường trung chuyển chính cho khí đốt hóa lỏng ở châu Âu.